FT MBG Talk. Đây, công ty của mình. Công ty của mình chuyên cung cấp dịch vụ mua hàng, vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về tới Việt Nam, tới nhà bạn luôn ha. Thì hôm nay mình làm clip này để tiếp tục cái chuỗi series là hướng dẫn các bạn về những cách mua hàng ở Mỹ, cũng như những cái tip để các bạn có thể tự mua hàng ở Mỹ và gửi về tới tận nhà bạn Việt Nam. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái bài là một cái gọi là một cái mục mới là cách đấu giá trên eBay và những sản phẩm nào cần nên đấu giá trên eBay, cũng như những cái gì lợi lợi ích khi mà đấu giá trên eBay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vô thẳng một vấn đề ha. Rồi, đây là website của bên mình. Thì bên mình chuyên nhận mua hộ hàng từ Mỹ về Việt Nam. Chỉ lướt qua là sơ sơ. Đơn giản như bạn thích một món gì đó thì bạn chỉ cần gửi link sản phẩm hoặc là mình mua là xong. Đây là fanpage của, đây là nhóm của bên mình, đây là fanpage của mình. Đây là fanpage bán hàng, mình có để mấy thông tin này phía dưới. Rồi, đi vô trong eBay. Rồi, thì đấu giá là gì? Thì cũng y như các bạn hiểu cái từ là đấu giá là bid và auction. Cái từ trên bình nó nghĩa là đấu giá thôi. Thì giống như là trên đây là trên eBay thì nó là một cái chợ, giống như là mọi seller lớn nhỏ, từ công ty lớn đến những cái cá nhân nhỏ lẻ đều có thể đánh các bán hàng trên eBay được. Thì cái chuyện mà uy tín á, thì và những cái chuyện giống như là trách nhiệm của một cái seller, thì cái đó thì khi bạn mua hàng bên đây thì bạn phải lưu ý. Thì mình, nếu mình có làm một clip về các mua hàng eBay, phía dưới mình sẽ để link cho các bạn để các bạn vô coi cho kỹ. Thì mình cũng đã nói rõ về những cái gì, những cái cách mình check những cái seller có uy tín hay không, và có nên mua của hàng của họ không. Thì cái đây nó cũng bình thường, mình chỉ có một kinh nghiệm mà mình check ra hết thì đó, hầu như là sẽ không bao giờ bị lừa. Rồi, hôm nay chúng ta đi sâu vô phần là cách đấu giá mua hàng trên eBay và những cái gọi là những cái sản phẩm gì nên đấu giá trên eBay để mà về mua về Việt Nam dùng hoặc là bán chẳng hạn. Đơn giản là vậy. Thì cái web eBay nó chỉ đơn giản là vậy. Đây, để em bỏ đây. Đó. Cái web eBay thì nó có mọi thứ trên cuộc đời luôn. Các bạn cứ thoải mái. Thì việc lập nick trên eBay rất là dễ. Các bạn chỉ cần, mình có nói vào bài trước rồi, thì các bạn chỉ cần vô đây, các bạn vô phần bây giờ mình đăng nhập sẵn rồi, nhưng mà các bạn thì các bạn nên lập một tài khoản, có thể dùng Gmail hoặc là đăng nhập vào Facebook được, dễ ồn mà. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì những sản phẩm bạn nên mua trên eBay về đấu giá, một là loa, hai là cái đồ hàng giống như sưu tập á, xu coin, hay là máy ảnh cũ hoặc là quạt lửa, bởi vì hầu như là dân Mỹ nó xài xịn hơn cái dân Việt. Thì khi mà nó post lên nó xài khoảng năm rồi thì nó bán, thì bán lại thì nó sẽ lên đây, bên đây nó bán đấu giá. Thì còn bạn này, bạn chỉ cần lên đi coi thôi. Thì ví dụ như mình thử đi vô sâu vô sản phẩm nha, là loa đi ha, loa speaker ha. Rồi, cái chung sản phẩm đây là bạn đăng nhập vô rồi. Rồi, thì mình sẽ kéo xuống đây sẽ nó có cái như đây, đây là sẽ có cái loa có loại gì thôi. Thì ở đây là thương hiệu Apple, Beats, Bose, Harman Kardon, JBL, Sony. Rồi, đó, khi bạn nhìn lên đây bạn thấy chữ Bose, có nghĩa là seller Bose bán hàng chính hãng. Bạn yên tâm, hàng đây là chắc chắn là hàng chính hãng đây, direct from Bose. Đó, các bạn để ý đây. Đó, chỉ đơn giản là vậy thôi, quá nhiều. Thì để mình đi tới một là đấu giá luôn nè. Các bạn chỉ cần tìm vậy đúng không? Các bạn kéo xuống phía dưới. Các bạn kéo xuống phía dưới. Rồi, ở đây để mình nói từ một bài. Đây là sẽ là thương hiệu. Ở đây là giống như chức năng của lo thôi, cái kiểu á, kiểu thôi. Rồi, đây thì giống như Quay Technology thôi.
Rồi, còn đây là màu sắc bay giống như bộ lọc của nó thôi chứ chả có gì. Đây, các bạn chú ý là cái này. Nếu mà muốn tìm lo mới thì có thể là vô New Open Box, thì có nghĩa lo đã mở hộp. Manufacturer Refurbished thì có nghĩa là hàng tân trang trả bảo hành. Seller Refurbished, rồi. Cái đây là nhà sản xuất tự bảo hành, còn cái đây là seller tự tân trang, nhà sản xuất tự tân trang lại hàng cũ. Rồi, cái đây là về giá. Cái đây bạn chú ý một đây nè, pay for pass nha. Thì cái đây là chấp nhận này, này tất cả những cái điều list lên đấu giá rồi accept offer, là có nghĩa là giống như là nó là một cái dạng giống như là bạn có thể trả giá, bạn có thể trả giá vô cái sản phẩm này, có nghĩa là nó post lên rồi nhưng mà bạn ấn vô nút accept offer thì bạn có thể là trả cái sản phẩm ở đâu thấp hơn. Rồi thì cái chuyện mà trả thì mình sẽ hướng dẫn bạn, nếu bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên lạc qua cái Zalo mình để phía dưới hoặc là lên fanpage của mình hỏi, bởi vì nó dễ lắm. Còn hôm nay bài này mình tập trung vô cái chuyện là hướng dẫn các bạn về cách là đấu giá một cái sản phẩm như thế nào và làm sao để đấu giá thành công, cũng như check được cái sản phẩm mình đấu giá đó nó có uy tín cũng như là nó vận chuyển về Việt Nam như thế nào. Đó là cái series cái tập hôm nay thì mình sẽ nói kỹ vấn đề đó. Đây, accept offer các bạn chú ý nha. Accept offer có nghĩa là chấp nhận cái offer khác của bạn có thể là giảm giá. Auction có nghĩa là đấu giá, cái từ đây nghĩa là tiếng Anh auction là đấu giá vậy thôi. Pay it now có nghĩa là bạn không có đấu giá, nó cho sản phẩm giá đó, bạn thích bạn mua giá đó, còn không thì thôi, đơn giản là vậy thôi. Thì phía dưới đây nó sẽ có thêm, mình nói thêm một lần để rồi mình đi vô sâu vô cái đấu giá cho các bạn là hình dung. Thì dưới đây sẽ là các item location. Item location có nghĩa là giống như là thằng seller nó bán sản phẩm ở đâu, chỉ đơn giản là vậy thôi. 100 dặm 100 mai, bởi vì mình cái kho mình là 92683, mình setup sẵn trong cái tài khoản. Ở đây mình chỉ cho bạn ở phần trước, ở phần là khách mua hàng đi vay thì mình có nói rồi là cái kho mình là Cali thì nó sẽ có số code là 92683. Ở đây bạn muốn mua cái sản phẩm của Mỹ thì bạn vô US only hoặc là Bắc Mỹ hoặc là toàn cầu, thì hầu như mình sẽ chọn US only để mình thứ nhất là người Mỹ bán hầu như nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rẻ là một rẻ hơn cái phần là châu Âu hoặc là né được Hàn Quốc. Thứ hai á là nó sẽ ship nhanh hơn. Rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi, nó ship nhanh hơn, rẻ hơn. Rồi. Bạn có thể kích vô đây để xem thử free shipping, free in-store pickup đó, free local pickup đó, thì cái này chẳng qua là nó vận chuyển thôi, nó vẫn giống như bằng lọc thôi. Thằng nào nó giảm giá cho bạn phí giao hàng hay gì đó. Rồi, thì bắt đầu mình đi tập trung vô phần là đấu giá ha. Rồi, ok, mình vô những sản phẩm nào. Đây giống như bộ lọc là mình lọc, mình kích vô đây thì nó sẽ ra những cái speaker là những cái loa nào đang đấu giá. Đó, thì dân chơi Việt Nam hầu như 100%. Mình nói 100% thì nó hơn quá, chứ khoảng cỡ 80-90% những dân buôn về loa đó thì họ sẽ lên trên eBay này, họ sẽ đi săn mấy cái hàng này, họ đấu giá ok, họ thắng rồi á thì họ sẽ mua và họ sẽ liên lạc những đơn vị như mình để mà mua giùm cho họ. Có nghĩa là họ lên họ thích thôi, họ gửi cho mình cái sản phẩm đó và họ kêu là anh muốn đấu giá như thế này, giá này giá này, rồi mình tự làm việc của mình, là còn mình còn tự làm, mình báo họ giá total về Việt Nam và mình mua xong mình vận chuyển về Việt Nam cho họ. Rồi, để mình hướng dẫn các bạn chi tiết một cái này nha. Rồi, khi nhìn vô một cái sản phẩm đấu giá, bạn nên chú ý là rồi, cái hãng này là Sonos Play. Cái thương hiệu này, đây là dòng sản phẩm này. Thì khi mình nhìn vô này, mình sẽ chú ý những cái gì. Pre-owner, có nghĩa là đây là hàng cũ nha. Các bạn nhớ lưu ý giúp mình nha. Đây là giá của nó là $157, hiện đang có 8 người bid nha. Cái phí ship của nó là $19 nha. Thời gian còn lại của nó là 2 ngày 8 giờ. Rồi, mình kích vô thử nó có gì trong này nha. Rồi, mình sẽ lưu ý là thằng, cái đầu tiên mình chú ý là cái tình trạng của nó là hàng cũ, tên sản phẩm, cái thời gian đấu giá là 2 ngày 8 giờ. Rồi, kích vô sản phẩm thử nó cứ ghi đó. À đây nè, mình kích vô đây mình coi. Sonos đây, hiện đây cũng khá là nổi tiếng. Đây làm ở Trung Quốc nhưng mà design Mỹ, thương hiệu đây là của Mỹ, mình nhớ không nhầm là vậy. Rồi,
cái tiếp theo mình phải chú ý tới á, là phí ship nha. Phí ship đây là có nghĩa là khi đấu giá hầu như là nó sẽ có phí ship nội địa trong một trong ý như là nội địa ở Hồ Chí Minh, thì đây sẽ là nội địa của Mỹ, thì chỉ đơn giản là nó ship cái cọc hàng từ nhà nó tới nhà bạn, tới nhà bạn, tới nhà kho của bạn ở Mỹ, vậy thôi thì nó phải thu. Hầu như là bán hàng đấu giá thì nó sẽ thu phí này vì nó ít, nó thu thôi, mới nó ship qua nó tốn tiền, nó thu lại bạn. Thư này vậy. Rồi cái chú ý đặc biệt của bạn đó là bạn phải chú ý đến seller information đó, summit này 79 này, này feedback của nó là positive, feedback của nó là 100%, khá ok nha, đây khá là tốt này. Rồi kích vô thử nó seller hôm nay nè, à đây nó 76 positive ha, à, khá là đỉnh. Đây là nó ở Mỹ và nó tham gia eBay từ 24 tháng 5 năm 2010 đó. Mình xem thử nó bán những sản phẩm nào nha, để mình xem thử là nó bán có uy tín không. À, đây đây nó bán 3 sản phẩm, chung là hay ít sản phẩm nhưng mà nó chưa bị thằng nào đánh xấu hết, chỉ có thằng đó nó đã giao hàng nhanh, sự là khá ok vậy thôi. Thì xuống đây mình xem kỹ thử cái sản phẩm đó là, bây giờ mình cứ xuống mình tìm hiểu rồi nó ghi cái gì ở sản phẩm này nha. Làm việc tốt 100%, tôi không cần bất cứ gì nhiều, tôi mua nó về nhà và tôi dùng nó để cầm hai chấp chấp sử dụng cho việc nghe thôi, chứ không chạy làm gì. Thì thằng này hơi ít thông tin nhưng mà nào muốn mua thì mua thôi, và mình cũng thấy thằng đây là nó chưa bị dính post gì hết đó. 100% positive. Rồi ra tiếp một sản phẩm mới đi, sản phẩm khác đi, mình xem thử như thế nào. Rồi đó, thằng đây là cái loại dạng loa 8 cái speaker đó, mình thấy không, còn 27 phút nha. Rồi đây là 8 cái loa Bose. Rồi cái hàng nó cũng là cũ, hôm nay là nó còn 27 phút nữa hết đấu giá nè. Nó là 49.99 đô. Cây phí ship nhưng mà bạn nhớ chú ý nè, hôm nay cái nó bán có vẻ là khá nhiều đúng không? Rồi cái phí ship của nó là 450 đô, thay vì nó để free ship và nó bán 100 đô á, mấy tụi đây nó chơi thôi, nó chơi chữ thôi. Thay vì nó bẻ phí cái sản phẩm này 8 cái này 100 đô thì nó sẽ để là 50 đô cộng với là 44 đô tiền ship, để cho bạn thấy cái giá sản phẩm nó rẻ nhưng mà phí ship nó bù à. Nên cái này bạn lưu ý thôi. Xem hỏi thằng thằng đây nó bán khá nhiều sản phẩm rồi, coi thử seller quan trọng nhất của mình là check seller, đây bán khá nhiều đồ cũ. Cái đây thì bạn đọc rồi bạn niềm tin bạn mua thôi, thì không trả thử gì. Nó có ship từ ngày 14 tới ngày 19 tháng 5 tháng 9. Rồi, nhìn xuống đây sẽ có cái sản phẩm này nó có chi tiết này, mình cho được coi. Rồi, cái sản phẩm nó dày, kích vô thì thấy thích mua không? Thì cũng có cái gì đó, cái của nó sẽ một thử ảo về ảo trình đơn giá của nó. Đây giống như là nó đang giới thiệu bản thân, đây là những sản phẩm nó đang có trong đấu giá, chỉ đơn giản là vậy. Bạn vô đây bạn kích vô 51 đô bằng play speed của mình, cho play speed bạn kích vô quá gần tới giờ, giống như bạn chờ nó còn 5 phút hoặc đó, nhưng mà không cần chờ, bạn thấy cái này giá không ai nào mua thì gần 51 đô bạn kích vô play speed. Thì nếu bạn nếu không ai mua nữa thì khi bạn thắng thôi, bạn thắng thì bạn vô bạn lấy cái sản phẩm đó về, thì bạn chỉ cần vô cái phần cũng như là những sản phẩm của mình ở đây. Đây khi bạn thắng rồi thì bạn vô những sản phẩm này, đây là mấy cái sản phẩm mình đấu giá. Thì khi mình set up rồi á, mình đấu thắng rồi thì mà đấy mình nhìn nè, rồi mình đặt cái sản phẩm này 6 đô nó cũng cho mình thắng, mình đặt sản phẩm này 32 đô nó cho mình thắng, rồi đó nó đấu giá đâu mười mấy 20 đô của mình đưa lên 32 thì nó cho mình thắng. Đấy, như vậy nè. Rồi
chỉ đơn giản khi đây vô đây mình kích vô chữ pay now, hoặc có thể mình vô đây mình thanh toán một lần, mình vô cái giỏ này mình thanh toán, mình go to check out, mình gom 5-6 sản phẩm như của mình đó, $165. Mình hay đi mình hay đi nhập và mua với mua hàng với nhà hàng của Zippo, nên mình thấy Zippo của mình bị khá hay. Đây là địa chỉ của mình. Đây là giá tiền, đó bạn còn phone pay, nó xong chỉ vậy thôi. Thì đây là mình nói cho những bạn nào biết sơ qua để mình coi. Thường thì những mặt hàng hay đấu giá trên eBay là những mặt hàng cũ, những mặt hàng mà bạn nghĩ là nó có thể đem về Việt Nam bán, hầu như là những mặt hàng giống như là laptop này, MacBook này, laptop đeo, MacBook tai nghe, điện thoại di động, hầu như dân mua Việt Nam 100% sẽ lên đây mua hàng cũ về về Việt Nam để tuốt lại rồi bán đó. Hầu như thì các bạn có thể lên đây tham khảo, rồi chỉ cần tham khảo và coi làm theo những bước của mình, giống như là kích vô chữ Ocean hoặc không biết, hoặc các bạn gõ cái sản phẩm nào đó mình thích, mình chụp màn hình lại, hoặc bạn gửi cái link sản phẩm đó cho mình có để cái những cái đường link liên lạc của mình phía dưới, thì bạn chỉ cần gửi sản phẩm qua Zalo hoặc là fanpage cho mình sẽ báo cho bạn về rằng mình sẽ giúp bạn check kiểm tra được cái seller đó cái tính không, cái sản phẩm đó có ok không, và mình báo giá tổng cộng về tới Việt Nam. Nếu mà mình mua xong thì mình sẽ gửi mình sẽ báo cho bạn là cái giá total của sản phẩm đó về Việt Nam bao nhiêu, xong rồi cái giá mà ship nội địa, ship Mỹ thì mình sẽ nói trước với bạn hết, và mọi cái giá cả thì mình sẽ không có có báo kê thêm khi mà hàng về, mình đưa cho bạn một giá là giá cuối cùng đó. Thì đây là cái bài mình làm clip ngắn để mình giới thiệu về các bạn về cách đấu giá sản phẩm và những cái sản phẩm nào hay được dân biển đi buôn. Thì bên mình cũng nói thêm là bên mình sẽ miễn cái phí công đấu giá cho các bạn thích sản phẩm đó, các bạn gửi link qua cho mình sẽ đấu giùm cho các bạn bằng nói cái giá mà mong muốn vậy thôi đó. Thì đây là cái việc đấu giá trên eBay, nó rất dễ, chỉ cần vô đây kích vô một cái sản phẩm mà muốn mua, có thể là iPhone nữ iPhone hay gì đó, rồi thì nó có bán tại chỗ hàng rồi, nó ra bèo rồi, nó sẽ bán tại chỗ bán hàng cũ. Xong các bạn nếu mà muốn mua đấu giá thì vô đây đấu giá thì thường sẽ có những sản phẩm rẻ bèo, nó đang đấu sản phẩm rẻ chất lượng tốt hầu như là vậy. Thì cái bài cái clip giới thiệu về mình sơ qua về những mặt hàng hay đấu giá và cách đấu giá trên eBay như thế nào, thì bên mình cũng nói thêm là bên mình đấu giá xong ship về kho cho các bạn, và các bạn chờ 2 đến 3 tuần thì hàng mình sẽ đóng kiện để ship từ Mỹ về tới Việt Nam cho các bạn, tới nhà bạn luôn đó. Thì các bạn nào mà làm hàng làm sỉ hoặc là buôn á thì có thể liên lạc mình để mình cung cấp cho các bạn cái giá cả hợp lý nhất để các bạn có thể tính toán cái sản phẩm như thế nào để đi buôn. Cũng vậy, mình cũng khá nhiều khách sỉ buôn những đủ thứ mặt hàng đó, nên các bạn có thể tham khảo mình, có thể alo mình để là xin hỏi Facebook và Zalo phía dưới. Và bên cạnh đó mình có làm rất nhiều clip về mua hàng eBay, Amazon, những cái tip khi mua hàng ở Mỹ và những cái mẹo mua hàng ở Mỹ, các bạn có thể tham khảo. Rồi thì cái bài đây đến đây, cái bài đến đây là mình kết thúc. Thì có thể là vài thời gian nữa mình sẽ làm về những cái chủ đề khác liên quan đến cái cách mua hàng ở Mỹ và mọi thứ khi mua hàng ở Mỹ. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.